chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái phần tiếp theo. Đó là mình mới vừa ngồi ở trong máy hấp dầu xong rồi bắt đầu mình đợi khoảng 5 phút để cho cái tóc nó hết nóng rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xả cái này, chứ là mình sẽ xả với nước lạnh thôi, mình sẽ không có gọi lại với xà bông nữa ha. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ xả ra nha. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ xả ra ha. Xả ra thì các bạn sẽ tháo cái này ra luôn. Tháo ra. Đó. Thì các bạn có nhìn thấy cái cọng tóc mà trước khi mà mình hấp dầu và sau khi mình hấp dầu không các bạn? Đây. Đó. Đó, mình tháo nè. Các bạn thấy là nó đã trở nên mềm lại rồi đó ha. Nó mềm lại rồi. Đó. Với lại cái dầu á, nó sẽ tan ra để nó thấm vô ha, nó thấm vô cái cọng tóc. Rồi bây giờ mình sẽ xả lại với nước nha các bạn. Only water, not the shampoo. Đó. Đó các bạn thấy không? Đó. Đó mình chỉ xả lại với nước lạnh thôi. Đó. Đó là cọng tóc sẽ trở nên mềm các bạn. Rồi mình sẽ massage ha, mình sẽ massage cái da. Đó mình sẽ massage cái da đầu xíu nha các bạn, để cho nó được thư giãn đó các bạn. Đó mình sẽ massage xíu nha. Massage cái da đầu xíu. Đó, rồi ok, và bây giờ mình sẽ xả tiếp nha. Đó, nhìn rất là đã các bạn. Đây nè, tóc nè, nó sẽ bóng nè, các bạn thấy nó bóng không? Nó bóng nè ha. Đó. Wow, rất là thích các bạn nè. Các bạn thấy nó bóng không nè? Đó, tức là khi mà cái dưỡng chất nó thấm vô cái tóc của các bạn rồi đó, thì nó sẽ làm cho cái cọng tóc nó bóng mượt ra ha. Bây giờ mình sẽ massage cái da đầu để cho nó thư giãn, rồi để cho cái kem hấp dầu á, cái kem hấp dầu nó dính trong trên cái da đầu á, nó sẽ sạch ha các bạn. Các bạn hãy xả cho sạch nha các bạn, chứ để mà nó còn ở trên da đầu á, nó sẽ bị y là rụng tóc á, cho nên các bạn cần phải xả sạch. Chị đưa cả chị không? Chị đừng nói. Có ai nói? Em đi. Ngoại nói nghe không? Đó, các bạn sẽ xả đến khi nào mà nó sạch luôn. Thì các bạn thấy cái nước nó chảy xuống á, nó không còn cái màu nữa.
với lại cái cọng tóc các bạn nó không bị trơn nữa đó, nó không có bị nhớt nhớt á, thì nó sẽ là sạch rồi nha các bạn. Thì xả cái này nó sẽ hơi cực một xíu. Ok, được rồi đó các bạn. Rồi mình sẽ vuốt tóc ra ở nhẹp hết luôn rồi. Đó, mình sẽ dắt cái nước ra ha. Sau đó mình sẽ uốn tóc lên nha. Đó, ok các bạn, và bây giờ là mình đã xong rồi ha. Cái phần hấp dầu xong rồi thì bây giờ mình sẽ làm cho lau cho tóc rồi để cho cái quạt á để cho nó khô cái tóc tự nhiên ha. Thì sau khi hấp dầu thì các bạn không nên là y như là mình xài máy sấy ha, hoặc là mình sẽ kẹp tóc để cho nó thẳng, hay là máy sấy cho nó mau khô, bởi vì máy sấy thì nó sẽ tác động, nó sẽ y làm cái nhiệt á, nó sẽ nóng cái cọng tóc của bạn, thì cọng tóc của bạn nó sẽ trở nên khô hơn, chứ nó không có giúp cho cọng tóc nó sẽ bóng mượt ha. Rồi, và ok, xin chào các bạn nha, bye bye.